Bố là tất cả là lời hát nói về người bố yêu quý của mình rất nổi tiếng của dòng nhạc thiếu nhi. Đẹp đẽ là như thế, nhân văn là như thế, thì dĩ nhiên rằng tình phụ tử luôn đâu đó thể hiện trong các tựa anime nào đó. Nhưng không biết làm sao trong thế giới anime vẫn còn xuất hiện nhiều ông bố không giống như lời bài hát bố kia cho lắm. Thậm chí, những người đàn ông trụ cột ấy không chỉ khiến cho các men ghét cay ghét đắng, mà fan của bộ đó cũng hoàn toàn không khác gì men, cũng không thể ưa nổi. Vậy đó là những ông bố nào? Liệu có thực sự vượt qua được nhóm F5 Việt Nam? Vậy sao không nhanh chân bới tô cơm, vặn loa lớn và hãy cùng tôi điểm qua những ông bố đó nhé. Trước khi đi vào nội dung mà mọi người mong đợi, thì tôi có một vài lưu ý như sau. Tôi sẽ đánh giá theo thang cấp bậc S, A, B, C và D để mọi người dễ hình dung mức độ tồi tệ của các nhân vật tôi sắp kể dưới đây. Không để mất nhiều thời gian của mọi người, chúng ta hãy cùng đi vào nội dung chính. Đầu tiên trong danh sách được đưa vào bảng cân, không ai khác, chính là nhân vật tuổi thơ Naruto. Tại sao tôi chọn Naruto? Thì lý do như sau. Chúng ta đều biết hành trình trở thành Hokage vĩ đại của cậu nhóc Naruto này là cực kỳ gian nan, và không ít thì nhiều cũng vượt qua biết bao nhiêu sóng gió thăng trầm của cuộc đời. Giờ mà kể chắc đến sáng mất. Dù khó khăn vất vả là thế, thì đó đằng nào cũng là những thử thách mà cậu phải tự mình vượt qua. Nhưng điểm mấu chốt ở đây chính là sự thiếu thốn về mặt cảm xúc, nói thẳng ra là tình thương của phụ huynh. Chính vì sự thiếu thốn trên hành trình của mình mà hầu hết cậu đều phải tự mình giải quyết cảm xúc của bản thân hay vấn đề nào đó của cậu. Và đó cũng chính là nguồn cơn mà chủ đề hôm nay nhắc tới. Không hẳn Naruto là người cha tôi, nhưng cách nhân vật hầu hết chỉ tập trung vào công việc và không dành quá nhiều sự chú ý tới sự phát triển của hai đứa nhóc Boruto và Himawari là điều tôi muốn đề cập. Và bọn nhóc lớn lên và phát triển dưới sự nuôi dạy hầu hết từ phía Hinata, nên chúng ta đều thấy được những cử chỉ thân mật hay hòa thuận giữa cha và con không được rõ nét. Nếu các bạn để ý rằng nếu một người cha vĩ đại mà luôn ở bên cạnh gia đình thì chắc chắn một điều là những đứa con cũng sẽ cố noi theo người cha. Nhưng đằng này thấy rõ nhất là Boruto lại rất ít khi hòa thuận hay nhờ vả gì tới người cha tài giỏi của mình. Cũng từ câu chuyện không cân bằng giữa công việc và gia đình thì chúng ta có thêm một nhân vật nữa, chính là Goku. Tại sao ư? Thật sự rất đơn giản. Chúng ta đều biết rằng Goku có quá khứ khá là tương đồng với Nano. Khi lớn lên và đã cưới Chi-Chi làm vợ thì không hề bỏ được bản tính muốn tìm kẻ mạnh, hay nói cụ thể hơn là tính cuồng chiến của người Saiyan. Cộng với việc từ nhỏ đã hăng say luyện tập nên ít nhiều tính cách ấy vẫn còn mạnh mẽ hơn khi cậu ta trưởng thành. Vậy chi tiết mà chúng ta biết được Goku không quan tâm tới gia đình chính là Gohan từ nhỏ đã bị Goku vứt cho Đại Ma Vương như Piccolo dạy dỗ. Tiếp đến, vợ của anh cũng không được anh ấy chủ động chia sẻ công việc nhà, nên mọi thứ cũng giống Hinata quán xuyến. Và nếu so sánh cùng chủng loại Saiyan thì chúng ta cũng thấy được Vegeta chắc hẳn ăn đứt Goku ở điểm làm một người cha. Như việc từ lúc Bulma mang thai, anh đã từ chối luyện tập để chăm lo cho gia đình. Tiếp đến, anh là người cha tốt khi giữ lời hứa với cậu nhóc Trunks là dành thời gian đi chơi với gia đình. Nên vì vậy, tôi xin phép xếp hạng hai nhân vật này ở rank D. D ở đây là do tính chất công việc nha. Nhân vật tiếp theo chính là Grisha Yeager trong Attack on Titan. Lý do cho việc tôi đưa hắn ta vào là vì tôi thấy được sự độc tài trong suy nghĩ và tư tưởng dạy con cái vô cùng đáng sợ. Điển hình ta có thể thấy ông là người tẩy não con mình bằng cách kể về lịch sử Eldia. Lý do mà ông làm vậy là vì trong quá khứ ông sinh ra và lớn lên tại khu quản thúc người Eldia của chính quyền Mali. Sau cái chết oan ức của cô em gái Faye bởi một viên sĩ quan Mali, Grisha đã nung nấu lòng căm thù với chính quyền. Đến năm 18 tuổi, sau khi biết rõ sự thật về cái chết của em gái, Grisha gia nhập tổ chức những người muốn phục hưng đế chế Eldia với vỏ bọc là một bác sĩ. Chính vì điều đó mà ông đã hành hạ tâm trí tư tưởng, hay có thể nói rằng ông ấy còn ném con mình vào chỗ nguy hiểm, điển hình là Zeke và Eren. Chỉ vì thấy có lợi cho đế chế phục hưng Eldia mà ông đã khiến các con ông đi ra chiến trường vì mục đích chính trị của Mali, và sẵn sàng để con mình chết sau 13 chỉ để kế thừa Titan. Thậm chí còn đỉnh điểm hơn chính là ông ấy và vợ sẵn sàng cố đấm ăn xôi đánh cược tính mạng toàn bộ gia đình, dù con trai Zeke cảnh báo chiến dịch cách mạng sắp bị phát hiện. Không còn cách nào khác thì Zeke phải nói toàn bộ với chính quyền Mali nhằm bảo vệ người còn lại trong gia đình và bản thân. Nên chính Zeke và Eren có thể nói rằng đang là nạn nhân trong chính gia đình của mình mà họ không hề hay biết. Một sự ghẻ lạnh và xem thường tính mạng gia đình đến từ người cha.
Kế tiếp chính là nhân vật trong bộ series Jojo Đỉnh Đám. Và cũng chính nhân vật này là nguồn cơn của mọi chuyện xảy ra trong dòng họ nhà Jo này. Không ai khác chính là Dario, người cha của một trong những phản diện hay nhất lịch sử anime, Dio. Mọi chuyện bắt nguồn như sau. Dario Brando được miêu tả là một người cha tham nhũng, nghiện rượu và bạo hành cũng như cực kỳ vô đạo đức. Là một tên trộm vặt, Dario không hề e ngại việc trộm đồ của người khác, đặc biệt là việc đánh cắp chiếc nhẫn của George Joestar. Và cũng qua hình ảnh và nội dung từ anime, thì tính cách của ông trong gia đình cũng không mấy tốt đẹp là bao. Dario là một người chồng và người cha bạo hành, có lẽ đã ép vợ mình làm việc cho đến chết. Ông bị chính con trai mình ghét, người mà ông luôn la mắng và đánh đập với những lý do vụn vặt nhất. Có lúc ông yêu cầu con trai bán quần áo của người mẹ đã khuất để mua thêm rượu. Và còn tệ hơn là bản chất của ông ấy vẫn còn giữ lại dù vũ trụ đã reset. Bản chất nghiện rượu của ông cũng giống với Dio, người ghét bản thân vì giống cha mình sau khi say rượu. Chính sự dạy dỗ thiếu nhất quán của ông cộng với những tội ác tày trời đã khiến cho tư tưởng của chàng thanh niên mới lớn có sự chảy trận. Và thậm chí vượt qua cả ông ta ở chính sự máu lạnh và tư tưởng lệch lạc về đạo đức. Nên chúng ta sẽ xếp hai nhân vật này vào chung một ổ chính là hạng C, cuộc sống lệch lạc. Tiếp đến là một nhân vật trong bộ series võ thuật đình đám, chính là Yujiro Hanma, hay mỹ miều hơn chính là sinh vật mạnh nhất hành tinh. Không chỉ được biết đến là người có sức mạnh khiến nhiều đối thủ phải dè chừng, mà còn nổi tiếng với fan chính là sự vô tâm với gia đình. Trong suốt vòng đời của ông ấy chỉ tập trung cho đối thủ cô đấm ăn xôi. Và tại sao tôi không xếp chung với C và D? Theo tôi thấy, không chỉ ông ta bị hỏng về tư tưởng suy nghĩ, mà thời gian dành cho gia đình là bằng không, nên tôi xếp hắn cao hơn một chút. Và cụ thể lý do như sau. Hắn là một người đàn ông hung tợn và tàn bạo. Yujiro không bao giờ bộc lộ cảm xúc với bất kỳ ai, bởi ông cho rằng việc thể hiện cảm xúc là yếu đuối. Ông cũng là một người bá đạo với tính cách thích thao túng người khác. Điều đó có thể được nhìn thấy thông qua cách mà ông đối xử với vợ và con trai mình. Cuộc đời của ông hầu như chỉ sống để chiến đấu và phá hủy bất cứ thứ gì mà ông muốn. Đối với ông, chiến đấu là để trở thành người bất bại, để có thể mạnh hơn nữa bất kể đối thủ có là ai, là gì đi chẳng nữa. Chính vì thế nên sẽ rất khó để thấy được ông thể hiện thái độ hòa hoãn với bất kỳ ai tỏ ra yếu đuối, đặc biệt là với con trai ông, Baki Hanma. Đấy, thấy sự tàn bạo và máu lạnh của hắn chưa các bạn? Chưa kể tính cách ngông cuồng và sĩ diện cao mà ông ấy đã cố gắng tìm người nào xứng tâm để thách đấu, nhằm mục đích giữ vị trí số 1 của mình. Và chính từ tính cách ấy, hắn đã hình thành tính cách tàn bạo trong chiến đấu. Nó được bộc lộ rất rõ thông qua các trận đánh. Điển hình là khi chiến đấu với Ryu Kaio. Mạnh mẽ là thế, đâu ai nghĩ hắn chính là người đã xuống tay với người vợ của mình, khi vợ của hắn cố cứu con trai của họ chính là Baki, bằng chính cái ôm tình yêu sương sườn. Từ đó đã khiến Baki căm hận người cha của mình. Và theo bản thân tôi nghĩ rằng, ông ta tham vọng đến mức đang cố để Baki phát triển bản thân, nhằm mục đích trở thành đối thủ xứng tâm, vì Baki cũng mang dòng máu mạnh mẽ từ ông. Tội cho mẹ con nhà này thật đấy. Cùng hạng với tên này, thì chúng ta sẽ phải tìm người xứng tầm với sự tham vọng đặt vào chính đứa con của mình. Không ai khác chính là Todoroki Enji, hay còn được biết đến với tên gọi Anh Hùng Lửa Endeavor. Ông là anh hùng chuyên nghiệp đã giải quyết nhiều vụ việc nhất lịch sử và là cha của Todoroki Shoto. Lý do mà tôi chọn nhân vật này chính là sự nhẫn tâm và tham vọng với mục đích không muốn mất mặt với người khác thêm một lần nào nữa. Theo như bản thân tôi đánh giá là vì Enji là một người tự phụ và đầy tham vọng, mong muốn vượt qua cả người mạnh mẽ như All Might. Sự thèm khát được vượt qua anh hùng số 1 đã khiến ông muốn tạo nên một đứa con có thể vượt qua All Might. Chính ý nghĩ độc hại này đã theo ông ấy suốt cả cuộc đời, và những thất bại liên tiếp đã đầu độc suy nghĩ của ông khi còn trẻ. Sự chia rẽ trong khả năng và khát vọng đã ảnh hưởng đến cuộc sống và những quyết định trong gia đình của ông. Nên từ đó Endeavor liên tục thúc đẩy Shoto đến giới hạn để có thể vượt qua cả ông và All Might, và để có thể đạt được mục tiêu của mình, trở thành số 1. Tham vọng mãnh liệt của ông có thể nhận ra qua sự bỏ bê, thờ ơ với những đứa con còn lại, mà chỉ tập trung vào Shoto bằng cách ngăn cản không cho cậu tiếp xúc với anh chị của mình. Ông đã rất tự hào khi Shoto sử dụng năng lực của mình trong đại hội thể thao UA và khi cậu chọn trụ sở của Endeavor làm nơi thực tập. Và cũng qua chính quá khứ của Shoto thì ta biết được ông còn ra tay đánh vợ của mình. Nên chính vì thế, gia đình phải sống trong sự lo sợ và áp lực một cách tột cùng. Dù cho về sau ông đã cố thay đổi, nhưng hình ảnh của ông vẫn là thứ mà cả vợ con ông cũng khó mà bỏ qua.
Và tôi xin phép xếp hai người này vào chung một hạng B bởi do tham vọng. Tiếp đến, nếu ai là fan của anime thập niên cuối 90 và đầu 2000 thì chắc chúng ta cũng đã từng nghe qua hay được biết tới bộ anime Evangelion. Đúng rồi đấy, nhân vật không thể thiếu chính là Gendo Ika. Nhân vật này là một tên vô tâm, một người cha tội, một kẻ tệ bạc và còn nhiều nữa những từ ngữ thậm tệ cho nhân vật này. Cũng không phải ngạc nhiên gì khi ông ta luôn xuất hiện ở vị trí trang trọng nhất trong bảng xếp hạng. Được biết, Gendo Ikari là một nhà khoa học tài năng nhưng cực kỳ tàn ác. Ông sẵn lòng làm mọi điều để đạt được mục đích của mình, thậm chí cả việc hy sinh người thân. Ông đã gây ra nhiều tổn thương cho Shinji, ép cậu tham gia vào các trận chiến đầy nguy hiểm và buộc cậu phải chịu đựng nhiều cảm xúc tiêu cực. Thậm chí ông còn sẵn lòng hy sinh Shinji để thực hiện mục đích của mình. Chính vì tính cách trắng trợn của hắn mà đã khiến cho Shinji nhiều lúc thể hiện tính cách thụ động và yếu đuối. Cậu có những đặc điểm đó do cuộc sống thoải mái với Sensei. Khi được yêu cầu lái Unit 01, cậu đã từ chối và không muốn làm điều đó. Tuy vậy, cậu vẫn khao khát được khen ngợi. Và cuối cùng cậu cũng bắt đầu lái Eva để nhận được sự công nhận và yêu thương từ cha mình. Cậu luôn tự nhủ rằng không được bỏ chạy. Nó càng chứng tỏ rằng cậu cần phải buông bỏ quá khứ và tiến về phía trước. Qua đó tình cảnh của Shinji, không ít nhiều người thấy được sự khao khát mà cậu nhóc muốn. Chính là được sự công nhận từ người cha của mình. Vậy do đâu mà ông ta trở nên như vậy? Sau cái chết của người mà ông yêu thương nhất chính là vợ của ông, Kyuhi, và là mẹ của Shinji. Chính vì mất tình yêu to lớn đó mà ông đã trở nên lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh. Thậm chí cả đứa con, thứ liên kết tình yêu to lớn của hai người. Và khiến ông trở nên gia trưởng hơn bằng cách thao túng nhân vật bằng tình thương và sự công nhận. Thậm chí rằng nếu Shinji không tuân theo tôn chỉ của ông, thì ông ấy sẵn sàng vứt bỏ cậu như một món đồ không còn giá trị. Nói cách khác, xem cậu chỉ là món đồ để thực hiện được những kế hoạch của ông. Cùng hàng với người cha già trưởng thì cũng phải là người già trưởng. Chính là Ogi Zenin trong Jujutsu Kaisen, cha của hai chị em Maki và Mai. Được biết, ông ta là một người đàn ông kiên quyết, tính cách có phần độc tài già trưởng nhưng lại rất coi trọng bản thân và không coi trọng gia đình trực hệ của mình. Ông ta chỉ quan tâm đến địa vị của mình trong gia tộc Zenin. Ông không thích bị chế giễu và thậm chí còn tấn công cháu trai nào ở nhà Zenin khi thằng cháu tỏ ra thiếu tôn trọng. Ông ta có lối suy nghĩ rất hoài nghi và là người luôn theo chủ nghĩa truyền thống. Ogi dường như không thực sự tôn trọng vợ mình và cũng không có lòng trắc ẩn đối với các con của mình. Điều này xuất phát từ việc Maki và Mai sinh ra đã không có tài năng gì trong thế giới, toàn là chú thuật sư. Bởi vì cả hai chị em sinh ra trong gia đình dòng dõi nổi tiếng chú thuật mà lại không có chú thuật, nên từ đó hắn mới có suy nghĩ rằng bởi là sinh con gái mà hắn đã mất đi chức tộc trưởng của dòng họ này. Và để củng cố lại vị trí chết tiệt này, hắn đã lên kế hoạch khử luôn cả hai người con gái của ông. Và trong lúc xuống tay, hắn còn hà hê tuyên bố rằng cả hai không được cản bước hắn, đặc biệt là những thứ ông xem là vết nhơ của gia tộc. Và thế là ông ấy cũng được booking vé đi du lịch suối vàng bởi đứa con gái ông, Maki. Đúng là sóng gió gia tộc, ác giả ác báo. Và thật đặc biệt làm sao, trong hang này lại xuất hiện thêm một nhân vật nữa, chính là Vinsmoke Judge trong thế giới hải tặc One Piece. Ta được biết người đàn ông này là một người đàn ông to lớn với mái tóc vàng dài đến thắt lưng. Ông có một bộ ria đen dài và mỏng, nhọn lên trên, một bộ râu mỏng, nhỏ và cằm trẻ nổi bật, nhìn không khác gì lấy keo dán vào má. Tính cách của ông thể hiện một phong cách sang trọng điển hình của hoàng gia, có niềm tin vững chắc rằng hoàng gia là để phục vụ, chứ không phải là để phục vụ người khác. Chính vì tôn chỉ đó, ông ta từ chối con trai thứ ba của mình, Sanji, sau khi biết về thói quen nấu ăn được ông xem là sự kinh tởm của Sanji, cái điều mà ông coi là đi phục vụ người khác. Đấy, ra dáng ra trưởng liền. Và rất nhiều người đã thấy rằng ông ta đã truyền lại những thái độ tư tưởng này cho chính các con của mình. Và chính vì như vậy, những người con trai khác của ông cũng sử dụng chính lý do tư tưởng tương tự để biện minh cho việc bắt nạt Sanji trong thời thơ ấu của anh. Và dĩ nhiên, con gái ông dường như cũng rất tự hào về địa vị và đặc quyền khi được sinh ra và trở thành hoàng gia. Chính vì một phần của niềm tự hào này, Judge bận tâm đến việc lấy lại những vinh quang trong quá khứ của gia tộc Vinsmoke. Vì thế, tham vọng cả đời của ông là chiếm lại toàn bộ North Blue, như tổ tiên của ông đã từng làm. Chớ trêu thay, chính ham muốn quyền lực và sự kiêu ngạo tột độ của ông ta đã suýt dẫn đến cái chết của bản thân và gia đình khi Big Mom lừa dối ông ta thành lập một liên minh chỉ để phản bội ông ta và suýt giết chết ông ta. Ông ta đã từng tuyên bố rằng ông sẽ không ngần ngại sử dụng bất kỳ biện pháp nào
để đạt được mục tiêu của mình, bao gồm cả việc biến đổi gen của những đứa con thành những cỗ máy chiến đấu. Đã vậy, ông ta còn nói với vợ rằng ông ta hài lòng với việc biến con trai của họ thành quái vật, miễn là họ trở nên mạnh mẽ trong mắt kẻ thù, mặc dù vợ ông ta ra sức phản đối. Và ba nhân vật trên danh dự được xếp vào hạng A. A cho anh gia trưởng. Và cuối cùng, nhân vật được đặc ân top cao nhất không ai khác chính là Shaw Tucker. Tại sao hắn lại được đặc ân cao nhất thì không thể bàn cãi. Tên này được biết rằng là một người đàn ông ăn nói nhẹ nhàng nhưng thiếu hòa đồng, thường thích giữ cho riêng mình hơn là dành thời gian cho người khác. Khi tiếp khách, ông ấy tỏ ra lịch sự và tỏ ra khá hiền lành, thân thiện và tốt bụng. Tuy nhiên, cũng chính con gái Nina của ông bắt đầu nhận thấy ông thường mải mê với công việc hơn là gia đình. Và cuộc nghiên cứu tàn nhẫn của ông bắt đầu từ đây. Trên thực tế, Shaw bị thiếu tự tin do nghiên cứu của ông không mang lại kết quả khả thi nào và là một người đàn ông rất tuyệt vọng, ảo tưởng, ích kỷ và lôi kéo, không có bất kỳ loại lương tâm nào. Để có được bằng cấp nhà giả kim quốc gia, ông ta sẵn sàng hy sinh vợ và sau này là con gái ruột của mình để duy trì nó khỏi nỗi sợ phải quay lại cuộc sống nghèo khổ và tiếc nuối. Sau khi những hành động tàn bạo của mình bị vạch trần, Shaw tỏ ra không hề hối hận về hành động của mình và thay vào đó khẳng định đó chỉ là sự tiến bộ của khoa học, chỉ tập trung vào việc duy trì vai trò nhà giả kim của nhà nước. Dù không giết ai, nhưng Tucker dùng những thủ đoạn bỉ ổi để có tiền duy trì những thử nghiệm giả kim của mình. Để tìm Chimera, hắn phũ phàng thí nghiệm trên chính con gái ruột của mình Nina và con chó của cô, hợp nhất họ thành một thực thể gớm ghiếc. Độc giả Fullmetal Alchemist không khỏi đau lòng khi chứng kiến cảnh ông bố tàn nhẫn biến con mình thành quái vật và để mặc cô chết đói. Cái tội ác lớn nhất của hắn chính là không hề hối hận về tội ác của mình. Ông ta đứng trên tất cả chỉ vì danh dự. Thà là giết chết còn hơn là để cô bé Nina sống không bằng chết. Một sự vô nhân đạo từ nhân cách đến tư tưởng của Shaw Tucker. Và đó là toàn bộ cũng như xếp hạng những ông bố tồi tệ nhất của anime. Nếu các bạn có biết thêm những nhân vật nào tồi tệ hơn như thế này thì đừng ngần ngại comment xuống bên dưới nhé. Lưu ý, đây chỉ là đánh giá cá nhân. Nếu không vừa ý, mong các bạn có thể rộng lượng bỏ qua cho mình. Còn giờ thì nếu thấy video này hay thì nhớ để lại một like, một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe để tham gia chuông thông báo và nhớ đăng ký cả hội viên để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!